Vâng, và trong giây phút này cho phép Huyền làm chương trình xin được đỡ lời cho gia đình họ nhà trai ông Võ Văn Thành và bà Phạm. Và cũng là phong tục của tập quán và trao chưa đến lại. Cô dâu và chú rể chúng ta cùng khai tiệc một lúc. Một lần nữa tất cả mong muốn của tất cả người làm chương trình đã mong muốn tất cả quý vị chờ đợi cô dâu và chú rể. Thành cảm ơn bố mẹ đã có cái đầu tổ để bằng giờ này năm sau cô dâu và chú rể sẽ xin cho mẹ bố mẹ một cháu nội đồng vào bên nhà. Xin quý vị không chờ gần xa dành cho một tràng pháo tay. Thưa hai hò, thưa tất cả bạn bè thân hữu gần xa, hai hò hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của chính quyền địa phương cho phép hai gia đình và hai dòng họ tổ chức lễ đăng quang cho hai cháu. Trước hết cho phép tôi xin thay mặt cho họ nhà gái gửi đến toàn thể quý vị tất cả mọi người có mặt trong hội trường hôm nay lời chúc sức khỏe, lời chào đoàn kết. Xin thưa với hai họ và toàn thể hôn trường không lường mà đến, họ chúng tôi sinh ra người cháu người chắc hôm nay được thành viên vì Võ Văn Thường quê quán ở Xuân Lan Nghi Xuân, tuy rằng là khác huyện khác xã nhưng cùng chung một dòng nước Sóc La. Đấy một vấn đề không là mà đến rất vinh dự. Từ hai là xin thưa về hai họ, như bà cô đã nói, 8 năm trồng người, 10 năm trồng cây. Hôm nay chúng ta có mặt trong hôn trường hôm nay ấy, là phải có trách nhiệm để rồi nuôi dưỡng giáo dục cho cháu. Cổ nhân còn nói rằng là không khôn với trẻ, không khỏe với già. Cho nên muốn người công dân tốt, đảm bảo được cái mong muốn của nội ngoại, đó là dấu hiền rể thảo. Một cái điều đó đến hay không, mọi người chúng ta đều có trách nhiệm. Và cũng xin thưa họ rằng là họ phải có trách nhiệm đúng đắn làm sao đó để thành người công dân tốt. Một lần nữa cũng chẳng nói gì hơn mà đến đây rất cảm ơn họ nhà trai đã đón tiếp họ nhà gái một cách rất nồng nhiệt. Cuối cùng chân thành cảm ơn hai họ và tất cả mọi người có mặt trong hôm nay và xin gửi lời chào đoàn kết, mong rằng mỗi người chúng ta đều là an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn các toàn thể là anh em bạn bè khách gần xa. Hôm nay được coi như một ngày lành tháng tốt, là một ngày đẹp trời. Hai gia đình thống nhất qua một quá trình là các cháu tìm hiểu và đến bây giờ là hai gia đình là thống nhất là tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi hết đại diện gia đình họ bên nội xin cảm ơn gia đình họ ngoại đón đưa dâu về đến gia đình bên nội. Tôi hết gia đình họ bên nội xin chân thành cảm ơn. Hôm nay tóm lại là một ngày tốt lành, ngày tháng tốt lành đẹp trời, cho nên là xin cảm ơn sự có mặt của quý vị hai họ anh em bạn bè xa gần đã dành một thời gian về để chung vui lễ thành hôn của hai cháu. Thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn sự có mặt chung vui cùng gia đình một bữa tiệc để liên hoan các cháu là trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn
ban tổ chức ban nhạc để cho một cái buổi nhạc buổi lễ hết sức vui vẻ và hết sức thành công. Một nữa xin chân thành cảm ơn hai họ, anh em bạn bè, quý khách xa gần đã đến chung vui cùng hai cháu. Xin mời các vị nâng ly chúc mừng các cháu trăm năm hạnh phúc, vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn. Kính mời và chúc tất cả quý vị ngon miệng. Và bây giờ chúng ta trở lại với cái điểm hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Vâng và dân và trong giây phút này xin được trân trọng kính mời cô dâu bỏ bó hoa xuống bàn. Xin được trân trọng kính mời. Và trong giây phút này phút thiêng thế này, tất cả quý vị chúng ta hãy hướng đến sân khấu để cùng chứng kiến giây phút thiêng liêng và hạnh phúc nhất của đôi tân lang và tân gia nhân của chúng ta. Và một lần nữa xin trân trọng kính mời cô dâu sẽ quay người lại đối diện chú rể, còn chú rể sẽ quay người lại đối diện với nhau trao bao yêu thương với lời hứa trăm năm hạnh phúc trong ngày hôm nay. Vâng và kính thưa quý vị, phải nói rằng anh sẽ trao cho em chiếc vòng nhẫn cưới, chiếc vòng đầu đời anh muốn dành tròn cho em, và em cũng sẽ trao cho anh chiếc vòng nhẫn cưới, chiếc vòng quan tình kỳ kỳ ngàn năm. Tất cả quý vị thân mến, chúng ta hãy hưởng ứng trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và trước lúc vòng nhẫn cưới trao tay, tôi muốn hỏi chú rể Võ Thượng một câu nho nhỏ, và cũng là hỏi cô dâu Phan Thượng một câu ý nghĩa. Vâng, và bây giờ ta sẽ hỏi chú rể Võ Thượng ơi, trước lúc giao thông cưới cho cô dâu, chú rể có dám hứa với tất cả quý vị toàn thể quan trọng chúng ta sẽ yêu thương cô dâu Phan Thượng cho đến khi đầu bạc răng long lưng cầm nỗi gối hay không? Có, rất tuyệt vời, cảm ơn tay của quý vị đầu đời. Vâng, và bây giờ thì một câu hỏi nữa sẽ dành cho cô dâu Phan Thượng. Thế còn cô dâu Phan Thượng thì sao? Cô dâu Phan Thượng có giọng nói với tất cả quý vị toàn thể quan trọng ở đây sẽ yêu thương chú rể Võ Thượng muôn đời không bao giờ phai nhạt không ạ? Một đất tuyệt vời. Vâng, và kính thưa quý vị, hai bên đều có, vậy chúng ta hãy lấp ló cùng nhau, đó là gì? Trao vòng nhẫn cưới. Và tôi sẽ kính thức hai người trao vòng nhẫn cưới cho nhau. Quý vị chúng ta chuẩn bị cho mình một tràng pháo tay nổ lên để cùng chúc phúc và một lúc đó là hai tiệm rượu. Và bây giờ xin mời tất cả quý mời cô dâu và chú rể tiến về bàn hạnh phúc trong ngày hôm nay, và để rồi chúng ta cùng chứng kiến cái điểm hạnh phúc đó một lần nữa. Trên trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, đó tình yêu tưởng chừng như ngọt ngào như Antaribe, và trong cái tình yêu đó thì cái dòng bánh thế này sẽ giúp cho cô dâu và chú rể để trao dồi cái tình yêu ngọt ngào hơn nữa. Vâng, và trong giây phút này tất cả quý vị chúng ta cùng chứng kiến cô dâu và chú rể sẽ cắt bánh hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. If I had to live my life without you near me. Bây giờ cô dâu và chú rể hãy cầm chung một chiếc dao. Đúng rồi, cắm tay nhau thật chặt. Nắm tay nhau đi nào. Tất cả cùng 1, 2 bắt đánh kia. Quý vị đâu mà chạm vào tay kia. Vâng, rất tuyệt vời. Bây giờ thế này nhá, để tưởng chân cho tình yêu ngọt ngào, tôi muốn chú rể lấy một miếng bánh nhỏ nhỏ đặt lên môi của cô dâu. Vâng, xin mời chú rể. Đấy, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ngọt ngào lắm. Bây giờ cô dâu, cô lên. Đấy, tình cảm như ngày hôm nay sẽ gắn bó mãi mãi về sau, quý vị. Cô dâu ơi, cô dâu thấy có ngọt không ạ? Ngọt lắm đúng không ạ? Vâng, bây giờ thì sao ạ? Bây giờ chúng ta lại trở về khai tiệc rượu ạ. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể, chúng ta cùng mở hai chai rượu sau bài nhảy hôm nay, xin mời. Cô dâu chú rể thân mến, là cô dâu và chú rể hãy mở khóa trước. Cô dâu và chú rể mở khóa trước đúng rồi. Hãy mở khóa chai. Sau đó đưa chai này cho cô dâu mở đi ạ. Chú rể mở chai này. Hai người làm theo cử chỉ của nhau. Đúng rồi, mở chiếc chìa khóa trước, sẽ bật nắp sau.
xin mời cô dâu và chú rể chúng ta chuẩn bị cho lời khai tình diệu. Vâng, và kính thưa quý vị, chung tay đón chén rượu đào dù cây chỉ đạt thì chẳng bao giờ quên nhau, đúng không? Và bây giờ hai chén rượu này cô dâu và chú rể gắng làm sao trong 1 phút 30 giây lắc thật mạnh vào hai chén rượu này nó chảy từ bật nắp. Vâng, và bây giờ khi chưa một cô dâu là chuẩn bị bật nắp rồi, còn trai của chú rể thì chưa, thế nên chú rể cố gắng lắc thật mạnh vào, lắc thật mạnh vào thì nó mới ra được, đúng rồi. Lắc nữa đi, lắc mạnh đi ạ. Vâng, là hai người thi nhau lắc ạ, đúng rồi. Một trai rồi đúng không ạ? Hai trai. Và bây giờ thì sao? Tình yêu đó sẽ được gắn lên dòng chảy của tâm linh hạnh phúc. Và tâm linh hạnh phúc sẽ tượng trưng cho tình yêu của đôi bạn. Và tâm linh hạnh phúc là cầu con trai con số của tình yêu. Nó đều một cuộc sống hạnh phúc. Nó có đề tài trong ngày cuối hôm nay. Tất cả quý vị thân mến, tất cả quý vị thân mến, dòng chảy thật đều. Ngày hạnh phúc hôm nay thì hai ly rượu này sẽ lấp lên làn môi xinh xắn của cô dâu và chú rể của chúng ta. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, say ai như say rượu đào, chưa uống được càng chưa vào đã say. Trong ngày hạnh phúc hôm nay, nếu em là chén rượu ngay, anh xin uống càng ta say trọn đời. Còn anh là chén rượu đào, em xin nhấp môi rồi ta cùng vào cùng say. Say xưa say men say tình chưa đắm trong ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị, và bây giờ ly này sẽ là của cô dâu cầm bằng tay phải. Ly này sẽ là của chú rể cầm bằng tay phải. Hai người quay mình lại đối diện cùng nhau trong ngày hạnh phúc hôm nay. Tất cả quý vị cầm ly lên ạ. Lúc này em xin vỗ tay hô một tay bà dô nhá. 1 2 3 dô. Và một lần nữa xin trân trọng kính mời và tất cả quý vị chúng ta cùng nhâm nhi chén rượu để rồi cùng chúc phúc cho cô dâu và đó là những món quà ý nghĩa nhất. Và trong ngày cưới hạnh phúc hôm nay, cô dâu và chú rể sẽ đón nhận và với hai cô gái đang ngang lên sân khấu để dành tặng món quà cho cô dâu và chú rể. Vâng, một lần nữa tất cả quý vị chúng ta cùng hưởng ứng cho cái giây phút hạnh phúc này.